Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Quý Liên Thành, ngươi còn đợi cái gì nữa? Nhanh đi đi, chỉ cần ngươi an toàn rồi, bất cứ lúc nào cũng thể đến đón chúng ta. Hai vị đạo huynh bảo trọng, đợi sau khi các ngươi thoát khỏi chiến đấu, ta sẽ đến đón các ngươi quay lại. Nếu như có thể nắm giữ được cách câu thông với ngoại giới, ta nhất định có thể gặp được Thiên Đạo Đại Nhân và trở thành chiến tướng dưới trướng của hắn. Nhận được chữ Thiên, vì đến miệng lại bay đi rồi, các ngươi thật sự đáng chết. Chữ Thiên, ngươi có biết ta đã giết bao nhiêu chiến tướng có biệt hiệu chữ Thiên hay chưa? Ở đây là nơi giao phong sức mạnh cấp cao, đại đạo bám lấy, nhân quả hỗn độn. Ngươi vừa không có lĩnh ngộ lực thiên đạo, cũng không có lĩnh ngộ được lực bản nguyên, mà cũng dám ăn nói ngông cuồng ở nơi này. Bắt ngươi, ta không tin người vừa nãy không quay lại cứu ngươi. Ngươi sẽ phải hối hận. Đợi ta dùng lực thiên đạo sau khi luyện thành con rối, miệng của ngươi có còn cứng nữa hay không? Biết ngươi đói rồi, đi đi. Cố gắng chiếm đoạt đi. Đây là sức mạnh gì, lại có thể chiếm được lực thiên đạo, trên thế giới này không nên có sức mạnh này. Lão quỷ, hoàng tuyền công pháp này của ngươi có chút thụt lùi, có phải gần đây lười nhác luyện công rồi đúng không? Mặc dù ta bị hắn khống chế, nhưng thần thức của ta vẫn còn, ta biết bản thân và thủ đoạn của họa bì. Các ngươi nhất định sẽ bị hắn lột ra luyện hồn, mãi mãi không siêu thoát được. Ngươi vẫn nên quan tâm đến bản thân của mình chút đi. Sao có thể chứ, nước hoàng tuyền này đã bị ta dùng lực bản nguyên tế luyện mấy trăm năm, ngươi vậy mà có thể cướp đi quyền khống chế của hắn từ trong tay của ta. Ai nói chỉ có ngươi mới có thể sử dụng được lực bản nguyên? Lực bản nguyên, lẽ nào ngươi là người của phe phái bản nguyên chúng ta sao? Có lẽ ta là người của phe bản nguyên, nhưng ngươi nhất định không phải, bây giờ ngươi là chó săn của phe thiên đạo. Không, chờ một chút, ta là bị khống chế rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào để giúp ta giải khống chế, ta chưa bao giờ có hài lòng. Đừng mà, ngươi phải tin ta, chỉ cần chém đứt bùa chú phía sau lưng ta, ta nhất định có thể quay lại với tự do. Cái gì? Đa tạ đại nhân đã thủ hạ lưu tình, giữ lại tính mạng tàn hồn của lão quỷ. Không cần phải cảm ơn ta đâu, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Quý Liên Thành kia đi. Ta biết các ngươi sẽ không thua, sau khi sắp xếp xong cho ô thố, lập tức quay lại tìm các ngươi. Đa tạ đại nhân đã giơ cao đánh khẽ, tha cho tàn hồn của ta một mạng. Đều nói trong nhà có một già thì giống như có bảo vật, giữ lại cho ngươi một mạng cũng không phải không được. Từ nay về sau ngươi phải ra sức cho chúng ta, nếu to gan dám làm trái lại, nhất định sẽ khiến ngươi hồn bay phách tán. Có thể ra sức cho ba vị đại nhân là vinh hạnh của tiểu lão. Sư huynh có bị thương không? Không sao, họa bì đạo nhân này bị ta phá lực thiên đạo, đã không còn lực chiến đấu nữa. Họa bì cái tên nham hiểm này, kiêu ngạo nửa đời, không ngờ cũng có ngày hôm nay. Cứ giao lại cho lão quỷ ta đến xử lý hắn, nhất định sẽ khiến cho mấy vị đại nhân hài lòng. Thế công thủ trong chớp mắt đã nghịch chuyển, họa bì ngươi có phục hay không? Nếu như ngươi cũng đầu hàng với chúng ta, nói không chừng ta cũng có thể thủ phục ngươi, giống như hoàng tuyền lão quỷ, tha cho ngươi một mạng. Bùa chú khống chế hoàng tuyền lão quỷ vốn dĩ là sai sót ta để lại, các ngươi đã rơi vào trong bể của ta mà không biết. Chết đến nơi rồi mà còn không ngoan ngoãn, ngươi cho rằng có thể dọa được chúng ta sao? Nếu như ta không tạo ra ảo giác cho bản thân ngươi tất thắng, sao ngươi có thể chịu quay lại chứ? Vừa nãy ta đánh bại chỉ là một hóa thân của gia người, chân thân của hắn lập tức sẽ tới, mau đi thôi. Cuối cùng thì ta cũng đã biết,
mục đích mà Thiên Chú Đại Nhân để ta đánh vào mộ của Thiên Nguyên Sư rồi. Cánh cửa thời không, mở. Dừng lại, có gì đó sai sai. Tiêu Thần, ta đã nói qua chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau rồi mà. Thiên Chú. Trời SAP diệt ta rồi, lại là Thiên Chú chiến tướng của phe Thiên Đạo. Các ngươi cho rằng chỉ có một mình ta sao? Đi lên phía trên. Không gian ở nơi này đều đã bị phong tỏa, không thể mở cánh cửa thời không, cần phải rời khỏi phạm vi nghìn dặm nơi này. Đến rồi còn muốn đi, không phải là để người khác nói Thiên Chú ta đãi khách không chu đáo hay sao? Khung Thiên Chú Phốc, sắc mệnh vạn linh. Đại đạo hiển hóa, uy áp vạn vật, người này đối với lĩnh ngộ của lực thiên đạo đã đạt đến hóa cảnh rồi. Tiêu Thần, ngươi làm hư đạo trường của ta, làm đứt hương hỏa của ta, đoạt đi căn cơ của ta, có hối hận với chuyện trước đây đã làm hay không? Tội mà ngươi phạm phải dưới đại lục Thiên Chú trồng chất. Chính là có làm lại trăm lần ta cũng sẽ lật tung vũ trụ của ngươi, phá tượng thần của ngươi. Bắt nạt người quá đáng, Thiên Chú tinh quyền, vạn tượng khiên dẫn, chết đi. Đây chính là thực lực của chiến tướng đỉnh cấp phe thiên đạo, bản nguyên đại nhân, mạng ta đã tận, mở. Sư huynh, còn ổn không? Nếu như ở ngoại giới, mình sẽ nắm chắc đem tên Thiên Chú này trảm diệt, nhưng nơi này. Nhưng nơi này là chiến trường thâm không. Có đại đạo của thiên địa hỗ trợ cho Thiên Chú, thần thông pháp thuật đều có thể phát huy uy nặng gấp đôi. Vừa hay tu vi của chúng ta cũng không phải là thiên đạo, không phải là bản nguyên, vì thế chiến đấu ở đây sẽ bị hạn chế. Có lẽ ta có thể giữ chân hắn, sư huynh, mọi người đi trước đi. Muốn đi, đương nhiên phải cùng nhau đi, ta có một kế hoạch, nếu như có thể thành công thực thi, nói không chừng có cơ hội đánh bại Thiên Chú. Kế hoạch này rất được, ta nhất định sẽ không phụ lòng mong chờ của các vị. Dù sao cũng là chết, ta sẽ nghe theo các người, toàn lực chiến đấu một phen. Xem ra các vị đã kết thúc thảo luận rồi. Có để lại di ngôn hay không, an tâm lên đường rồi. Mọi người xem tới đây đừng quên ấn like và đăng ký kênh để đón xem sớm nhất những tập mới khi ra nhé.